ý chí là như nào, phấn đấu là như nào? Không hỏi thế, không hỏi, hỏi thế bao giờ giàu được? Ý chí phấn đấu thì bạn không biết là như nào. Đầu tiên tôi phấn đấu, tôi mua cái chung cư, mua căn xấu xong mua căn góc, xong rồi có tiền mua nhà mặt đất, mua cái nhỏ xong mua cái to, mua được cái to rồi thì mua cái to nữa, thêm cái nữa. Đấy, ý chí phấn đấu. Mua cái xe đầu tiên thì tôi đi cái xe đểu ấy, xe mấy trăm triệu, xong lên xe tiền tỷ, xong lên xe vài tỷ, xong mới lên được xe chục tỷ chứ. Thằng đéo nào có tiền mà tự nhiên một phát chưa đi ô tô bao giờ là mua cái xe hơn chục tỷ bao giờ đâu. Bây giờ mua cái xe hơn chục tỷ thì lại mua mấy cái, bạn hiểu chưa? Đấy, đấy là ý chí, là phấn đấu ấy, nó là mục tiêu đấy. Chứ người Việt Nam mình ông nào trả sĩ, tất cả những người mà máu đỏ da vàng thì ai cũng có tính sĩ hết. Thằng nào muốn làm cha giang hồ mà mẹ xã hội hết. Thằng nào muốn mình là nhất chứ chả có thằng nào muốn mình là nhì cả. Những cái thằng mà muốn nhì là những cái thằng nó phết, nhìn nó thèm nha. Ví dụ như anh như Huấn Hồng, mình có một hai con xe mình đi, chứ mình nhìn anh chị Medisa cả một dàn cho thèm bỏ mẹ ra. Thằng nào bảo không thèm. Ai chả muốn kiếm tiền để mua được bằng lấy con xe, đúng không? Thằng nào chả thèm. Những người biết kiếm tiền thì không có thằng nào không thèm hết. Chẳng qua là nhiều khi là nói sĩ này thì bảo không cần, mẹ làm gì có chuyện không cần. Chó không bao giờ chê thịt, đúng không? Người không bao giờ chê tiền. Còn với con người ở Việt Nam mình thì chả có nào như nào là biết đủ cả. Nếu biết đủ thì bác Vượng bác đã không vất vả quá như thế, bạn hiểu chưa? Lòng người tham lắm, cứ vào tiền nó biết ngay. Ở xã hội thì ai muốn mình là nhất, không cần ít. Đi bạn gái này, mua iPhone 16 chưa? Bây giờ thì tầm này thì bây giờ cái tầm ngày xưa sĩ gái, cái tầm ngày xưa kiểu là mình cái tầm ít tiền mới về cố gắng mua cái iPhone 16 cầm lên khoe cho nó quay cho nó quách kiểu chứ. Ngày xưa cái lúc chú còn trẻ trâu, lúc còn ít tiền kiểu chứ. iPhone mới mà mua được cái là đi ra quán ngồi nghe điện thoại nghe liên tục kiểu chứ, là phải cầm xuống dưới tí người ta nhìn xem là iPhone gì kiểu chứ. Chứ bây giờ nó có thành vấn đề đâu. Cháu hiểu không? Ngày xưa bây giờ thì mẹ nó mua được cái iPhone mới cái năm 2014 2023 mà lúc chú buôn iPhone. Lúc ấy có một năm nó ra một cái đời iPhone mới 23 14, lúc ấy iPhone 4 iPhone 5 iPhone 6 ấy. Úi giời, mẹ mình mua được cái iPhone lúc đấy. Đi đâu đi quán ăn là phải lấy cái giấy nót xuống giữ như mà tổ. Kinh lắm. Oách lắm. Cháu hiểu không? Nhưng bây giờ này, với chú cái điện thoại nó không có cái tác dụng gì với chú, chỉ có cái tác dụng là kiếm tiền, livestream. Nó không còn cái... Ngày xưa nó là cái giá trị rất lớn với chú, lúc đấy chỉ có cái xe máy, cái iPhone, oách. Hết tiền thì có cái cắm. Nhưng bây giờ đây, cái này, đây là không... Nó không phải là cái mục tiêu của chú nữa. Ngày có cái Fairway Honda nhá, lau lên lau xuống, lau sạch lắm, giữ lắm, cháu hiểu không? Giữ kinh khủng luôn. Mỗi thời nó khác bạn ạ, mỗi điều kiện hoàn cảnh của người nó khác. Dạ em chào chị Ngân nhá, chúc chị sức khỏe nhá. Cũng giống nhờ chú lúc mua được con xe được 2 tỷ đô mà rửa suốt ngày thề giữ như mà tổ luôn. Ai mà đi chân mình đi lên xe cái đang mình phải sạch sẽ các kiểu là điểu rồi đó. Sau là được thời gian mua được con xe đắt hơn thì con xe đấy nó lại chả giữ nữa. Các cái bây giờ đi những con xe đắt tiền thì con xe lách thành xe công vụ, được không? Đấy, kiểu đấy. Lòng tham con người nó là không có đáy, là vô đáy luôn. Mình đạt được những cái gì mình mong muốn rồi thì mình lại chán. Giống kiểu của anh em đi tán gái ấy, chưa tụt được quần con người ta ra, chưa ngủ được với con nhà người ta ấy,
chưa chén được ấy. Đầu má nó có kẻ liếm chân nó không liếm, nói phét như đúng rồi, bao tiền cũng dám chi, hiểu chưa? Lịnh như lịnh mẹ, ngực như nương trứng, hướng như hướng hoa. Lúc thịt được cái rồi mẹ mà không may con ấy ngực nó xấu cái thôi thì nằm quay đít lại luôn. Đấy, kiểu đấy cháu hiểu không? Nói thế dễ hiểu chưa? Đâu vậy? Nhiều ông tán gái tán dại thế thôi. Giống như chị em phụ nữ ấy mà thịt thằng đầu tiên ấy, vừa to vừa làm giỏi, vừa mẹ mày cắt trò khỏe cho nhớ suốt đời, gặp ông mẹ mày mày bé tí rồi yếu rồi nó chán luôn, người hiếp thì trông người chảy ra người ngợm chẳng ngang ngợm nó chán luôn, vừa lái xe vừa bấm ăn mẹ ra đây là bắt đấy quên lên trên kia quay đầu đúng không anh em? Đấy ví dụ đấy, thành công rồi nói gì cũng đúng. Nói thật mà Duy Định, bởi vì trước khi mà muốn thành công thì bạn đã phải trải qua nhiều thất bại rồi, nên mình nhìn thấy những cái thất bại rồi bạn hiểu chưa, thì nói mới đúng được. Chứ không phải mình thành công là do mình bê tiền của nhà mình ra mình làm ăn, hoặc là mình lấy tiền của nhà mình tiêu, bạn hiểu không? Trước khi mình thành công được thì mình cũng mất rất nhiều tiền ngu rồi, những cái mình nói là mình đã trải qua rồi, bạn hiểu không? Ví dụ về bất động sản mình nói được ấy, mình phán được là bởi vì mình cũng mua gần chục cái nhà rồi, cái lãi cái lỗ, những cái lỗ thì nhiều, cái lãi thì ít, thì nó rất có bài, rất có bài học, bạn hiểu chưa? Ví dụ tán gái lừa bắt Trung Nam rồi, bạn hiểu không? Chứ không phải tự nhiên mà nói cái gì được đúng đâu bạn, nói không có lý, không hợp tình hợp lý không bao giờ đúng được chứ, bạn hiểu không? Nói thôi có thực tế, có dẫn dắt câu chuyện. Kể cả con gái nên đây như mấy bạn này hát ở trên TikTok trên mạng, tất nhiên là nó có phần mềm hỗ trợ nhưng mà cũng không có chất giọng, không biết hát thì làm sao mà hay nổi, bạn hiểu anh này, mua nhiều bất động sản về già 50 tuổi là không kinh doanh gì nữa thì về bán đất ăn dần, hai vợ chồng bán đất ăn dần như đó. Nhưng mà kinh nghiệm rồi thì đã mua bất động sản đừng có mua lợ, đừng có mua trả góp, khuyên thật không có tiền đừng sĩ, đừng nghe theo ai tư vấn. Mẹ ở cái tầm 2024 này về đi mua bất động sản mà mua trả góp giảm một nửa trước thì phá sản luôn, mất hết luôn. Mình giả hết đến lúc mình có bán cắt lỗ thì còn cầm về được 60-70% tiền. Đầm nay bất động sản mà giả một nửa rồi thì đừng có giải, trắng tay luôn đấy. Mình chứng kiến mấy ông anh mình có vẻ đầu tư 200 tỷ tiền bất động sản đấy, 2 năm sau cầm về được đúng 20 tỷ, cắt lỗ hết. Không cắt lỗ thì đéo có tiền đóng lãi nữa, có quá sức kìa. Câu chuyện đấy, câu chuyện có thật nên mẹ mình khóc mơn nước mắt đấy. Chưa đầu tư bất động sản có nhà ở, nghe theo bọn cò bọn sale nó đi tư vấn cho, thế là mẹ phải đầu tư 200 tỷ, sau 2 năm còn 20 tỷ luôn. Lý do tại sao còn 20 tỷ là không có tiền để đóng lãi nữa, không gồng nổi nữa, tại vì mình mua trả góp ấy, sĩ nên mua bốc đồng ấy. Ôi ăn gì nhở, ăn gì chồng định được anh gì ngon ấy. Ăn lòng là thích ăn phở linh sư, còn đi cốc sư thì đâu chả có anh. Lòng nhá. Ừ. Xuống đi luôn à? Bên cạnh nhá. Ở đây nhá. Cũng được. Chồng tấp xe vào đi chồng ơi. Tấp ở đâu mới là quan trọng. Tấp ở chỗ khách sạn. Để đâu anh nhỉ? Để đây cho đợi được. Bên nhà bên này. Ừ. Nhờ tí nhỉ? Nhờ tí nhỉ? Từ để chụp cùng. Nhé cô. Mặt cô căng thẳng. Sáng thì ra bà ấy đi
Và đi buôn sắt vụn thì chưa ai bán được cân nào giống như người chồng ngày xưa chứ. Nó cho cái lồi son hỏng thì buồn. Hả? À, để nhờ Đức Mạnh. Chúng kéo lên. Chúng kéo lên bạn ơi. Ôi giời ơi. Đang là túi mỡ. Em ơi, chị ơi cho em nhờ tí nhá. Bảo người ta câu đi anh. Tí ra người ta bảo chó nào để xe lên đây. Ừ, rồi. Ngồi trong này anh. Ngồi lên vợ ơi. Đây là nhà anh Cường. Cường đẹp trai. Để vô học quá không? Thế nó đâu anh? Đi làm rồi. Đây mà. Sao lại vô học? Lớp 7 đi đâu ra có học mà vô. Anh bán cả tivi à? Đi chơi đi. Hả? Chơi á? Chơi đồ đi, tivi chơi mà. Chơi đồ. Nhà nhiều lắm. Nghe tivi còn khóc không? Tắt đi chạy ở mầm luôn. Thằng ấy khá. Thằng ấy rất khá đấy. Từ có nhà bán đi. Mấy thuê, thuê. Từ thuê xong đi ở nhờ. Từ ô tô bán thì mua SH. Mua SH xong bán nốt. Xong là đi với xe ôm ngừa đáp. Quá có trí luôn đấy. Thế khổ thế. Mà nó là bao lần nó giàu rồi đấy chứ. Yêu gì. Tầm này yêu cái gì. Tiền hết thì gái nó bỏ đi. Tiền hết thì tình nó cũng tan. Đời tàn thì có. Thôi, em để cái điện thoại. Tầm bây giờ thì yêu cái gì nữa, có tiền đâu mà yêu. Chào mọi người, mình ăn nha.